Báo Pháp Luật Việt Nam từng đăng tải nhiều bài viết phản ánh tình trạng vi phạm trật tự đô thị diễn ra công khai trên địa bàn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Bên cạnh một số phường như Văn Quán, La Khê đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự, kỷ cương và văn minh đô thị. Tại một số phường khác, vấn đề xảy ra việc tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Theo đó, tại một số tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn các phường Nguyễn Trãi, Hà Cầu, Kiến Hưng, Dương Nội, sau một thời gian tạm lắng, tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường vẫn tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp. Ghi nhận tại các tuyến phố như Tản Đà, Ba Triệu, Trưng Trắc, Lê Lợi thuộc phường Nguyễn Trãi, phố Mậu Lương, Phúc La của phường Kiến Hưng, phố Lê Lai, ngã tư Hà Trì, Lê Hồng Phong của phường Hà Cầu, khu vực xung quanh chợ La Cả của phường Dương Nội, tình trạng các phương tiện đậu đỗ sai quy định, quán hàng, chợ cóc tự ý chiếm dụng diện tích vỉa hè lòng đường để buôn bán vẫn diễn ra tràn lan, gây cản trở rất lớn đến việc di chuyển qua lại của người đi đường. Nhiều người đi bộ phải di chuyển xuống lòng đường để đi vì vỉa hè đã bị lấn chiếm. Thời điểm sáng sớm và chiều tối là khung giờ mà vỉa hè lòng đường bị chiếm dụng nhiều nhất. Mặc dù một số tuyến phố đã có biển cấm, thế nhưng nhiều người vẫn tự ý bày bán hàng hóa, căng ô dù, sử dụng vỉa hè để trông giữ xe trái phép hoặc dùng phương tiện thô sơ để bán hàng rong, gây mất trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị. Và theo một số tiểu thương tại đây cho biết, để được ngồi kinh doanh ngay trên vỉa hè, ngoài có quan hệ thì họ thường phải mất một khoản tiền từ vài trăm nghìn đồng đến cả triệu đồng. Số tiền này được đóng hàng tháng, vào đầu tháng hoặc cuối tháng. Nếu không, sẽ bị kiểm tra xử lý thường xuyên. Chính ra là chị làm việc ngay từ đầu rồi, chị có chú làm công an phường, chú Trãi mà, là người nhà công an phường Trãi mà. Chị ra đây là được chú xếp sắp cho chị ngồi ở phía dưới kia, nhưng mà cái con bán phải cho ra là trên chỗ của chị trường cho nó, hay là cho người bà chân ngang một điện thì bán cũng mất chứ, còn chị ngồi ở phía dưới gốc cây kia, là chỗ của chị trước. Nhưng mà chị là một đứa, một chị ẩu. Chợ cả phường mà, hai nơi mà. Tháng 10 thôi. Tháng 10 thôi. Luật thủy tính thì mỗi tháng 30, 28, 27, 28. Đến mùng 4, mùng 5. Đây là tháng này. Rồi mua qua kia ấy. Đấy là họ đến họ lấy tiền. Khi đến ngày đấy họ đến họ lấy. Trong hai ngày đấy, mùng 4, mùng 5. Quán nào đó, quán muốn biết đây đóng ấy. Đây là lấy 500 ấy. Đều như thế hết, đều cái giá đấy hết. Bán ăn sáng ở đây bán cái túi bánh kem bánh kiểu gì thấy anh thu 300, nhưng chắc đồ ăn như em cũng 500 đấy. Buổi chiều mình già đắp mía rồi mình xây sinh tố các thứ ở đây là nó cũng vừa 500 cái về đấy chắc là 1 tỷ. Thế ở đây xung quanh đây là bán ở mỗi nhà 500. Con lại 500 tất cả 500 tất. Cũng theo lời tiểu thương tại đây, thì sau khi đã đóng tiền thì cứ yên tâm kinh doanh. Khi lực lượng chức năng tổ chức ra quân thì sẽ có người báo trước. Người ta báo trước cho cái thay nghỉ với đến gần đó. Người ta sẽ báo mình là có chiến dịch người ta đóng một đóng nhưng mà chỉ có chiến dịch thì phải nghỉ thì nó báo cho. Khi ra dù như cầu mai người ta đi thì người ta báo bọn em từ hôm trước này người ta gọi điện. À, dù nếu như họ hôm nay không sáng sớm, ngày mai họ đi qua họ bảo là để 9 giờ họ đi qua đấy. Thì cho họ vào thế thôi. Thì sau họ đi qua một cái thì lại bỏ nó bình thường. Rồi giống như kiểu người ta bị đi ra đến lúc bọn em bị bắt ô này nha. Thì xong rồi lúc người ta bắt xong thì lên đấy chỉ được mang về thôi, không phải sạc nữa. Chỉ có mình lên mất công lên lấy bắt về. Bắt là chỉ kiểu là cho nó có thủ tục thôi. Gọi là chỉ bắt để lấy hình thức thì cũng như là đi cùng thì thôi. Còn người ta không bắt ô mà người ta cũng không bắt phạt mình nữa. Nếu những lời tiểu thương nói là đúng sự thật thì số tiền thu được hàng tháng là một con số không hề nhỏ. Liệu rằng số tiền này sẽ rơi vào túi ai và ngân sách nhà nước có thu được đồng nào hay không? Phải chăng đây là câu trả lời cho tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường ở một số tuyến đường tại quận Hà Đông? Mặc dù đã xảy ra từ lâu, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Thiết nghĩ, để công tác lập lại trật tự vỉa hè lòng đường và văn minh đô thị đạt hiệu quả cao, các lực lượng chức năng quận Hà Đông và các phường sở tại cần nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, chấn chỉnh và có biện pháp xử lý triệt để vấn đề này. Báo Pháp Luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.